Hello, hello. Xin chào các bạn. đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay. Hôm nay là ngày thứ năm tại Hoa Kỳ. Bây giờ là gần 7 giờ tối về Cali các bạn. Ở Việt Nam các bạn một lần nữa đã tiến tới gần cuối tuần là ngày thứ sáu và hôm nay chúng ta có rất nhiều những thông tin nổi bật luôn. Cả thị trường cực kỳ sôi động như là các bạn nhìn thấy trên màn hình à, Và chúng ta đã thấy được là XRP đã tăng trưởng 60% các bạn Và thật ra hồi nãy đã có lúc tăng lên tới 87% Nhưng mà nào mà theo dõi những mạng xã hội của Thuận Capital thì cũng nắm được uh, những thông tin chính thức rồi Nhưng mà nào mà chưa theo dõi đó thì cũng nên theo dõi bằng cách là bấm vào cái link bên dưới Để có thể nhận được những thông tin mới nhất và nhanh nhất Trong video này tôi cũng sẽ chia sẻ những thông tin đó Cộng với lại một số những cái tin tức mới hơn Và một số những chi tiết với các bạn Chúng ta cũng có những cái cập nhật liên quan quan tới Bitcoin ETF và một số những cái thông tin nổi bật khác. Trước hết thì các bạn đã nhìn thấy được là chứng khoán Hoa Kỳ rất là sôi so động, chúng ta nhìn thấy tiếp tục từ một màu xanh. Trong đó chúng ta có Nasdaq đã tăng 1.58%, các bạn đã tăng hôm qua, hôm nay tiếp tục tăng. S&P 500 đã tăng 0.85 và Dow Jones thì tăng 0.14%, các bạn đã thấy là từ đầu năm tới bây giờ đã chứng khoán Hoa Kỳ cũng tiếp tục tăng trưởng như là crypto và đặc biệt là chúng ta nhìn thấy sau khi mà có cái thông tin liên quan đến chỉ số CPI rất tốt ngày hôm qua đó thì chứng khoán tiếp tục là một màu xanh có rất nhiều tiền đang đổ ngược trở về chứng khoán và thực tế chúng ta cũng còn rất nhiều tiền ở trên thị trường tôi sẽ chia sẻ thêm với các bạn một lát nữa chúng ta có thể nhìn thấy được là pre market thì bây giờ thì đỏ một chút các bạn sau nhiều ngày xanh thì chúng ta đã thấy là pre market À, chúng ta nhìn vào chỉ số Dow Future sẽ xuống nhiều nhất là 0.24 còn hai chỉ số còn lại thì không xuống bao nhiêu các bạn S&P Future sẽ thì xuống 0.15 và Nasdaq Future thì xuống 0.05 tuy nhiên đây chỉ là chỉ số Future thôi ngày mai mở cửa chúng ta mới thật sự biết được và sẽ có nhiều sự thay đổi từ đây cho đến sáng ngày mai Chúng ta nhìn vào hợp đồng dầu đó thì tiếp tục có thêm sự tăng trưởng các bạn. Bây giờ hợp đồng dầu đã trên con đường đi về hướng 80 đô la cho một thùng dầu. Bây giờ các bạn thấy đã ở mức là 77 đô. Thường đó, thì trước đây khi mà chỉ số CPI vẫn còn cao, chúng ta rất lo lắng là dầu vẫn cao dẫn đến là những mặt hàng cũng sẽ tăng giá tại vì dầu không những là dùng trong di chuyển như là xăng, chúng ta có thể thấy được dầu cũng dùng ở trong sản xuất. Nhưng mà bây giờ đó thì thật cái đối thuận dầu có tăng hơn chút nữa đó thì cũng không có phải là điều lo lắng nhiều đâu tại vì phần trăm lạm phát đã giảm rất là nhiều rồi các bạn và chúng ta cũng đã nói tới chi tiết ngày hôm qua là một trong những cái chi tiêu đó thuận nghị sẽ có cái sự giảm mạnh ảnh hưởng nhiều đến chỉ số phần trăm lạm phát CPI đó chính là cái chi tiêu mướn nhà à, cho nên cái đó nó quan trọng hơn đối với thuận và chúng ta đã thấy được là một trong những lý do tại sao mà dầu ở mức thấp đó là tại vì nhu cầu dầu đã giảm xuống vì nền kinh tế đã chậm lại bây giờ thì các bạn thấy là cái giá dầu cũng đã hồi phục lại nhẹ thì ít nhiều gì đây cũng là một dẫn chứng cho thấy có thể nhu cầu dầu đã tăng trở lại à, và đương nhiên chúng ta muốn nhiều tin tức tốt bây giờ các bạn trước đây đó thì chúng ta không muốn tin tức tốt những tin tức như là cái phần trăm thất nghiệp thấp hay là những cái chỉ số liên quan đến kinh tế tốt thì Fed sẽ tăng trưởng lãi suất nhanh bây giờ chúng ta thấy được là Fed hầu như đã quyết tâm là sẽ tăng ít nhất là một lần nữa nhưng mà dù sau đây nữa chúng ta cũng đã đã gần tới cái hồi cuối của Fed tăng lãi suất và siết chặt nguồn tiền rồi, cho nên chúng ta bây giờ lại muốn thấy nhiều những cái tin tức tốt liên quan tới thị trường tài chính và nền kinh tế để có thể có được một cái đợt hạ cánh nó mềm hơn chứ không có phải là đi thẳng vào suy thoái tài chính cực mạnh như vậy các bạn hợp đồng của vàng đó thì các bạn đã thấy là cũng tăng nhẹ một chút bây giờ đã hướng về cái xu hướng là 2.000 đô cho bảo vàng hôm nay là 1967 đô và chúng ta cũng nhìn thấy được là BTC đó hôm nay cũng đã có một sự tăng trưởng chúng ta đã thấy giá ở mức là 31.427 nhưng mà thật ra sự tăng trưởng này đã cũng không là gì ngày hôm nay khi mà chúng ta so sánh với một số những cái co coin các bạn nhìn thấy được là cả thị trường đó, hầu như chúng ta chỉ có một hai đồng là màu đỏ mà thôi và không phải đổi nhiều lắm chúng ta có Leo xuống 5.1, chúng ta có Compound xuống 2%, còn lại các bạn thấy là rất là xanh luôn. Trong đó chúng ta có những đồng All coin có sự tăng trưởng rất là nhanh. Chúng ta có đồng dẫn đầu đó chính là Ripple XRP thì chúng ta sẽ nói thêm về tại sao tại vì chúng ta đã có cái chi tiết liên quan tới dự kiện các bạn đã thấy là kết quả đã có rồi. Thì kết quả đó nó mang ý nghĩa gì? Tại sao mà chúng ta lại thấy XRP tăng mạnh như vậy? Kế đó các bạn thấy được là Stellar cũng có sự tăng trưởng luôn. 51.6% các bạn. Trước đây đó thì chúng ta thấy là Stellar và XRP đó hầu như là muốn phục vụ của một ngành. Đó chính là phục vụ cái ngành di chuyển tiền. Nhất là hoạt động với những cái ngân hàng. Nhưng mà sau đó thì Stellar cũng đã chuyển hướng một chút các bạn. Thì vẫn tiếp tục muốn hoạt động trong ngành đó. Nhưng mà lại muốn mở rộng ra những cái hợp đồng thông minh thì đã lâu rồi chúng ta không có nói tới Stellar nhưng mà hôm nay đã XRP tăng, Stellar cũng tăng luôn. Chúng ta cũng thấy được là một số đồng khác như là Solana tăng 34% các bạn, Cardano tăng 24%, Polygon tăng 20%, uh, Chainlink tăng 16%. Các bạn có để ý rất nhiều những đồng mà được SEC Newton là chứng khoán hôm nay lại có một sự tăng trưởng, đương nhiên dẫn đầu vẫn là đồng XRP và tổng số hóa nên chúng ta đã thấy tăng 604% ở cái con số là hơn 1,3 nghìn tỷ. thì ngày hôm nay đó cái tin tức lớn nhất đó chính là kết quả của vụ kiện giữa SEC và công ty Ripple. thì kết quả đó là như thế nào? các bạn đã nhớ đó là SEC đã kiện công ty Ripple nói là họ bán chứng khoán không đăng ký, đó chính là đồng XRP và cũng kiện luôn những người đứng đầu công ty nói là cố tình vi phạm luật bán chứng khoán không đăng ký. thì chúng ta đã trong cái vụ kiện này đã gần như 3 năm rồi Cuối cùng đã chờ được tới cái ngày mà có phán quyết rồi các bạn Thì cuối cùng là ai thắng kiện SEC hay là con Ripple cái phán quyết này nó cũng hơi phức tạp một chút đi thuận giải thích xong rồi tôi sẽ chia sẻ chi tiết thêm với các bạn đầu tiên hết thì các bạn đã thấy là thẩm phán đã quyết định việc bán gây quỹ trực tiếp từ tổ chức như là công ty Ripple đó là hoạt động chứng khoán có nghĩa là thẩm phán đã nói là công ty Ripple đó bán cho những tổ chức đầu tư họ bán cái số lượng Ripple để mà gây quỹ để hoạt động thì hoạt động đó là một hợp đồng đầu tư thì mới nghe cái phần này thôi đó các bạn thấy được là phần thắng nó nghiêng về SEC nhưng mà thật ra không phải đâu thường chia sẻ thêm Điều thứ nhì được nói đến trong cái văn bản đến từ tòa án đó chính là văn bản các bạn nhìn thấy màn hình đó thì họ lại nói thêm một điều nữa đó chính là XRP bán trên sàn giữa các nhà đầu tư đó thì không vấn đề nghĩa là bản chất của XRP không phải là chứng khoán hoạt động gây quỹ đó mới là hợp đồng đầu tư Lý do thẩm phán nói là bạn mua XRP trên sàn thì không phải chứng khoán Thì cái phần này đó là cái phần mà gây cái sự khó hiểu cho nhiều người Tại vì họ nói là tại sao lại nói XRP được bán bởi công ty Ripple cho những cái tổ chức đầu tư Thì đó là chứng khoán nhưng mà XRP bán trên sàn thì không phải chứng khoán Thì cái mà thẩm phán muốn chia ra rõ ràng đó, muốn phân ra làm đôi Đó chính là khi các bạn lên trên sàn để mà mua đồng XRP thì các bạn trên căn bản đó không biết người bán là ai Cho nên cũng không có lý do gì Chúng ta nghĩ là mỗi lần có ai đó lên trên sàn để mà mua đồng XRP thì cái tiền đó được giao cho công ty Ripple để phát triển công ty. Cũng giống như là Thuận có đồng XRP Thuận đem lên sàn để bán cho bạn mua đồng XRP đó từ Thuận Thì tiền các bạn là Thuận lấy Đồng XRP là các bạn lấy Chứ còn đâu liên quan đến Ripple đâu Công ty Ripple không nhận được bất cứ đồng nào Ở trong cái giao dịch này hết Trên căn bản đó Thì khi mà chúng ta nhìn vào cái tài liệu đến từ tòa ngày hôm nay Thì sẽ có một phần nói rõ video này Các bạn đã thấy được là cái phần mà Thuận đã tô màu lên Màu cam Các bạn nhìn thấy trên màn hình đó, Thì thẩm phán đã nói là đồng XRP Nói riêng thì không phải là một hợp đồng đầu tư và cũng không phải là một chứng khoán dưới sự kiểm tra của Howey Test. Điều này rất là quan trọng các bạn, tại vì các bạn đang thấy là thẩm phán rõ ràng chia cái quyết định ra làm đôi, một cái là nói về cái đợt bán của công ty Ripple một cái đã nói về token XRP nói riêng cái này cũng tương tự như chúng nói về vàng các bạn như thường đã từng chia sẻ đó chúng ta đã biết là vàng thì đương nhiên không phải là chứng khoán rồi vàng là một hàng hóa nhưng mà quỹ đầu tư vàng là hoạt động chứng khoán giống như là thuận kêu gọi tiền để đầu tư vàng các bạn đưa tiền cho thuận thì đó là hoạt động chứng khoán chứ còn bản thân vàng không phải là chứng khoán ý của thẩm phán này cũng tương tự như vậy và đây cũng là một lập luận chúng ta đã nói tới khá nhiều trên kênh đó là điều thứ nhì Điều thứ ba đó thì họ nói là Ripple dùng XRP để làm airdrop thử cho cộng đồng dùng XRP để đầu tư vào những dự án khác hay là trả lương nhân viên thì không phải là hoạt động chứng khoán. Có nghĩa là điều 2 và điều 3 này đã nói rõ đồng XRP và công ty Ripple có thể dùng XRP để làm gì chỉ không thể bán xrp trực tiếp cho những tổ chức mà thôi và đối với quyết định này đó thì đây là một chiến thắng cực kỳ lớn đối với đồng xrp các bạn tại vì token xrp cuối cùng đã không phải là chứng khoán và đối với allcoin đây cũng là một chiến thắng lớn tại vì các bạn đã thấy là cuối cùng cũng đã có một cái đồng đã được thẩm phán tuyên bố không phải là chứng khoán ngoại trừ đồng bitcoin ra bây giờ chúng ta có đồng xrp thì tuy thuận độc người mà cũng đầu tư XRP nhưng mà thuận cũng nhận ra được là hệ thống XRP là một cái đồng mà có bản chất tập trung hơn là những đồng khác. Nếu như mà các bạn thấy là SEC đã không thành công để nói XRP là chứng khoán thì những đồng khác đó khả năng là SEC cũng khó có thể chứng minh được với tòa án đó là một chứng khoán các bạn. Dù kỳ này đã dài gần 3 năm rồi thì cuối cùng mới có kết quả này thì Gary Gansler có chấp nhận kết quả này hay là không đó hay là sẽ tiếp tục kiện lên tòa phúc thẩm hay là tòa án tối cao thì chúng ta vẫn còn chưa có biết. Cái này đó thì còn phải xem coi là Gary Gansler chấp nhận bao nhiêu rủi ro. Tại vì các bạn nên hiểu là ở những tòa án này thì kết quả có thể không phải là cuối cùng tại vì một người có thể kiện tiếp tục nữa lên trên những tòa án cao hơn thì nếu như mà lên tới tòa phúc thẩm hay là tòa án tối cao đó thì kết quả đó sẽ là kết quả cuối cùng nếu như mà họ kiện lên đó mà họ lại thua một lần nữa để chứng minh được XRP không phải là chứng khoán thì đó sẽ trở thành quyết định cuối cùng và nếu như mà SEC lại bị thua một lần nữa XRP không phải là chứng khoán và đó là quyết định của những tòa án cao hơn đó thì SEC sẽ rất là yếu thế sau này nếu như mà họ muốn kiện một dự án crypto khác thì những cái thông tin mình chia sẻ với các bạn đó thì các bạn đã nhanh chóng thấy được là có tốt có xấu nhưng mà nói chung đây là một cái thông tin cực kỳ tốt cho Orcoin và cho đồng XRP nhưng mà có tốt cho công ty Ripple hay không đó thì một trong những điều mà thuận chưa rõ bây giờ mà đó chính là công ty Ripple có thể tiếp tục bán XRP từ quỹ dự phòng của mình hay không thì bây giờ đã biết là mỗi một tháng đó thì công ty Ripple sẽ bán một số lượng XRP và đó cũng là một trong những cái cách mà họ có thu nhập để tiếp tục hoạt động các bạn đã biết là công ty ripple đã có rất nhiều tiền cho nên họ mới có thể kéo dài được tới cái thời điểm bây giờ và đã ít nhiều gì đã có được một phần chiến thắng rồi các bạn nhưng mà đã phải tốn gần 3 năm và tốn khoảng chừng là 200 triệu đô la Nhưng mà đương nhiên ở bên SEC thì cũng đã phải chấp nhận Bị đẩy lưu một bước rồi các bạn Có tiếp tục kiện lên những tòa án tối cao hay không đó thì phải chờ quyết định của Gary Gensler Nhưng mà các bạn nên hiểu đó là công ty Ripple đã tốn 200 triệu trong vòng khoảng chừng là gần 3 năm qua Thì SEC cũng tốn con số không nhỏ đâu Các bạn nên hiểu đó là những nhân viên, như luật sư của SEC họ đâu làm miễn phí các bạn Họ là những nhân viên phải được trả lương Và SEC đó thì có có một cái quỹ hoạt động hàng năm Không biết là quỹ đó bây giờ còn bao nhiêu tiền trong đó Chứ không phải là cứ muốn kiện là kiện các bạn Tại vì mỗi lần như vậy thì sẽ tốn kém nhân lực và tài nguyên của SEC Một câu hỏi mà mình thường nhận được đó, là cái con số đồng XRP còn lại của công ty Ripple đó họ có tiếp tục bán hay là không Nếu như bạn là một người đầu tư XRP thì đương nhiên bạn muốn cái số lượng đó không tiếp tục bán nữa Tại vì các bạn không muốn có thêm lực bán ở trên thị trường Nhưng mà dựa theo luật sư trưởng của Ripple đó chính là Stuart Aldorati thì store cũng đã chia sẻ là dựa theo cái quyết định của tòa án đó thì công vẫn có thể bán cái số lượng XRP đó nhưng mà không phải bán như trước đây bán riêng lẻ cho những thứ đầu tư nữa mà họ phải bán cho những cái người ở trên thị trường và họ đương nhiên có thể dùng số tiền đó để mà đầu tư cho lương nhân viên phần này đó thì chúng ta sẽ thấy sẽ có thêm thông tin từ tòa là cái số lượng XRP còn lại sẽ được xử lý như thế nào để cho nó phù hợp luật chứng khoán ở Hoa Kỳ nhưng mà có một số bạn có hỏi thuận là nếu như vậy thì có phải là XRP đã thua kiện thì họ có bồi thường cái tiền mướn luật sư để mà tranh cãi đến từ công ty Ripple hay không thì cô trả lời là không phải đâu các bạn trên căn bản đó thì các bạn đã thấy là quyết định đầu tiên đã nói là việc bán gây quỹ trực tiếp từ tổ chức như là công ty Ripple đó là một hoạt động chứng khoán và đã vi phạm luật chứng khoán của Hoa Kỳ thì không những là bên sec không bồi thường mà thậm chí ở bên công ty ripple đó có thể là phải đóng phạt để các bạn tại vì họ đã vi phạm luật chứng khoán khi mà họ bán những xrp đó đó là những gì mà các bạn nên hiểu ở đây nhưng mà đây vẫn là một chiến thắng cho như thường chia sẻ coin, thị trường crypto nói chung và nhất là token xrp chứ không hẳn là một cái sự chiến thắng toàn diện cho công ty ripple đâu đương nhiên cũng là một sự chiến thắng các bạn nhưng mà không phải là chiến thắng toàn diện còn về SEC thì sao các bạn? Nói chung đó thì phán quyết này cũng đã giữ là một chút thể diện cho SEC. Thẩm phán đã quy định như thế này đó thì các bạn thấy là cả hai bên Ripple và SEC đều có thể tuyên bố là thắng kiện mặc dù là họ chỉ thắng một phần mà thôi. Các bạn thấy được thẩm phán này cũng rất là khôn. Thì nếu như mà SEC muốn rút lui thì đây là cái cách tốt nhất để có thể rút lui và giữ lại thể diện nhưng mà nếu như muốn kiện nữa thì là một chuyện khác nữa các bạn à, Và chúng ta đã thấy được là SEC đã hầu như cũng không có ý định kiện tiếp Ít nhiều gì đó dựa theo tài liệu từ Fox News Thì tới ngày hôm nay SEC sau khi mà đã có thông tin rồi Thì họ chỉ nói là họ hài lòng với quyết định vì thẩm phán nói XRP bán bởi Ripple cho các nhà đầu tư là hợp đồng đầu tư Cho nên họ nói là họ đã thắng rồi Các bạn thấy là cả hai bên bên nào cũng nói là mình thắng Nhưng mà thật ra người thắng cuộc đó chính là thị trường crypto này và có rất nhiều người đó họ không hài lòng với lại cái quyết định này Tại vì nhiều người họ không thích Ripple XRP Thì có những thông tin phết các bạn Có một số thông tin đó họ chia sẻ một cái tấm hình chụp như thế này Đến từ văn bản chính thức từ tòa án Thì cái phần này đó là cái phần ghi chú bên dưới Nói là trong cái vụ kiện này đó thì tòa án không có ra quyết định liên quan trực tiếp đến XRP Bán trên những sàn giao dịch cho những nhà đầu tư có phải là chứng khoán hay là không và tất cả những token mà được bán trên sàn đó có phải là chứng khoán hay không thì tùy theo là những chi tiết như thế nào và mỗi một token, mỗi một vụ phải được xử riêng biệt chứ đây không phải là một quyết định mà nó bao trùm cả thị trường crypto này thì mới đọc như vậy đó các bạn thì được đây là thông tin wow nó cũng không phải là lạc quan cho thị trường tôi này có phải chúng ta đã quá hưng phấn hay không thì không phải đâu các bạn. Cái mà các bạn nên hiểu đây đó là thẩm phán đã nói trong phần chính là XRP token này không phải là chứng khoán khi mà được bán trên sàn giao dịch giữa người với người. Cái phần này đó là họ chỉ đơn giản nói đó không phải là cái mục đích mà SEC kiện công ty Ripple Mục đích họ kiện công ty Ripple là tại vì họ nói công ty Ripple bán chứng khoán không đăng ký Và thật ra đó là một hợp đồng đầu tư Tại vì họ bán cho những cái tổ chức đầu tư đó Khi mà những tổ chức đầu tư đó đưa tiền ra thì họ đương nhiên biết họ đưa tiền chai Đó chính là công ty Ripple Thì họ hoàn toàn có thể có một cái kỳ vọng là công ty Ripple sử dụng tiền đó để phát triển công ty và khi mà công thao triển nó nhiều người có nhu cầu lưu trữ XRP sử dụng XRP thì thô kịch của họ mua sẽ tăng giá khác với lại thu mà các bạn giống như các bạn mua từ thuận thu mua từ bạn thì làm sao thôi biết được các bạn dùng tiền đó là làm gì không lý do thì nghĩ là các bạn sẽ dùng tiền đó đưa cho Ripple để mà phát triển công ty cho nên cái kỳ vọng của những người đầu tư ở trên sàn giao dịch thì nó khác với là kỳ vọng của những người mà đưa tiền trực tiếp cho công ty Ripple. Đó mới là cái vụ kiện mà họ xử. Cái phần này nó mang tính chất là ghi chú thôi các bạn. Hiểu đơn giản hơn là như thế này. Thẩm phán Torres nói là bà được giao nhiệm vụ để mà xử cái vụ kiện SEC và công ty Ripple. Cho nên token XRP có phải là một chứng khoán hay là không nữa thì đó chỉ là một cái phần phụ của vụ kiện này mà thôi chủ yếu là bà ta xử lý cái hợp đồng đầu tư được thỏa thuận giữa công ty Ripple và những tổ chức đầu tư. Nhưng mà nếu như hôm nay cái vụ kiện này là hỏi riêng về đồng XRP có phải chứng khoán hay là không nữa thì quyết định của thẩm phán là XRP là một token không phải là một chứng khoán Dạ trong cái phần ghi chú này đó Cái mà thường vừa đọc với các bạn Là nếu muốn biết là một cái token Có phải là chứng khoán hay không thì mà được giao dịch ở trên một sàn Crypto đó thì cần phải xử từng vụ một Thì mới nghe qua đó các bạn thấy được là Đây có thể thông tin không được tốt lắm Nhưng mà thật ra đây là thông tin không tốt nhưng mà không phải là cho thị trường crypto mà không tốt cho SEC Thẩm phán trên căn bản nói với SEC là nếu muốn biết một token là chứng khoán đó thì phải kiện từng token một chứ thẩm phán không ra quyết định là tất cả những token này là chứng khoán hay là không phải Thì các bạn thấy được là những cái sàn giao dịch mà đang bị kiện bây giờ đó thì chủ yếu SEC nói như là Coinbase hay là Binance và một số những sàn khác đó là đang cho giao dịch những token và những token đó thực sự là chứng khoán mà chưa đăng ký cho nên những cái sàn này đã vi phạm được chứng khoán của Hoa Kỳ cá mình thẩm phán nói là chưa chắc mỗi một cái token đó thì SEC nên kiện từng token một rồi mỗi token sẽ có một quy định khác nhau các bạn đã thấy được đây là một sự khó khăn đối với lại SEC cho nên cái phần ghi chú này ra nhiều người dùng đó để mà phớt thị trường nhưng mà đối thuận cái phần ghi chú này không phải là thông tin tốt nhưng mà không phải là cho crypto mà không phải là thông tin tốt cho SEC à, nói chung đó thì các bạn đã thấy là trong cái quy định ngày hôm nay thì SEC thắng một phần, Ripple thắng một phần, thị trường crypto thắng phần lớn nhất nhưng mà SEC đó là thua nhiều nhất ngày hôm nay đối với thuận và chi tiết hơn đó, các bạn đã thấy là những sàn giao dịch thì đã nhanh chóng release token XRP tại vì những cái công ty này đã luật sư của họ đều đọc kết quả và cũng có kết luận như là chúng ta vừa nói đến cho nên Coinbase đã release ở XRP, họ đã delist khi mà XRP được gọi là chứng khoán cách đây hơn 2 năm Thì hôm nay đó họ đã nhanh chóng release lại Kraken cũng đã release lại XRP Các bạn thấy được là công văn nói là họ sẽ release Mà họ đã release rồi, cực kỳ nhanh chóng luôn ở Đây chẳng khác gì là một cái tác thức lạnh đổ vô mặt của Gary Gensler, các bạn vừa ra thông báo ngày hôm nay thôi họ đã release ngay lập tức rồi Trong khi mà các bạn thấy là Coinbase vẫn đang bị kiện bởi SEC nhưng mà họ cũng chẳng quan tâm Chúng ta có thể nhìn thấy được là ngay cả sàn Gemini Thì sàn Gemini nói là theo cái quyết định tòa án ngày hôm nay đó thì sàn Gemini sẽ có quyết định sớm về việc có release XRP hay là không Nhưng mà tôi nghĩ là sau khi mà biết Coinbase thấy Kraken release thì sàn Gemini cũng sẽ theo hướng đó mà thôi và các bạn đã thấy được là sau khi mà có cái tin tức liên quan tới vụ kiện đó thì sàn Coinbase cũng đã có sự tăng trưởng không hề nhỏ các bạn, tăng 24.49% ngày hôm nay. Từ đầu năm tới bây giờ các bạn thấy là cổ phiếu Coinbase đã tăng 202% rồi và đương nhiên cái con số này thì vẫn thấp so với là cái mức cao các bạn đỉnh cao của cổ phiếu Coinbase các bạn đã thấy là lên tới khoảng chừng 368 đô khi mà uh, vừa được list trên sàn chứng khoán của Hoa Kỳ vào năm 2021 Và đây là sàn crypto đầu tiên được lên chứng khoán Hoa Kỳ uh, Thì cái mức này vẫn cách xa mức đó nhưng mà các bạn thấy là cái sự hồi phục không hề nhỏ trong vòng một năm qua Và các bạn có biết là một trong những người mà kêu gọi mọi người uh, mua Coinbase trước đây Nhưng mà lúc mà giá xuống thì lại nói là chưa phải lúc đầu Không phải khác hơn là chính là Jim Cramer các bạn và cái thời điểm tháng 4 của năm 2021 đó, các bạn thấy được lúc đó, vào wow, thường mới biết là Coinbase sẽ lên tới 429 đô. Thì Jim Kramer thuyết ra nói là tôi thích Coinbase ở mức là 475 đô các bạn, khi mà giá Coinbase đã là 429 rồi. Đương nhiên đã không tới mức này rồi sau đó giá đi xuống. Khi mà các bạn thấy là mọi thứ ảm đạm tháng 12 của năm ngoái đó, khi mà giá cổ phần Coinbase chỉ có 41 đô mà thôi. Thì Jim Kramer nói là tôi không muốn mua Coinbase ở mức này, vẫn còn quá sớm. Nhưng <laughs> mà các bạn đã thấy kết quả ra sao Kết quả thì từ tháng 12 tới giờ Coinbase sẽ tăng trưởng 200% Và bây giờ đã lên tới cái mức là hơn 100 đô như các bạn vừa thấy rồi Và sàn Coinbase các bạn thấy là vẫn tiến tới Với cái mạng lưới blockchain tầng hai của họ Đó chính là mạng lưới Base Thì mạng lưới Base này đã bắt đầu đã ra mắt cho những người lập trình Có thể là lập trình trên mạng lưới chính thức Nhưng mà vẫn chưa mở cho những người mà sử dụng như thường với các bạn Thì đây là một mạng lưới tầng hai của Coinbase Và đây là một mạng lưới mà họ gây dựng cùng với lại cái sự tích hợp của Optimism các bạn Họ có sự hợp tác với lại cái đội đó để tạo ra một mạng lưới tầng 2 Mạng lưới này đó sẽ không sử dụng một token nào khác Và theo nhớ họ sẽ sử dụng trực tiếp Ethereum Và đương nhiên đây là mạng lưới tầng 2 của Ethereum Thì Coinbase là một trong những sàn lớn mà họ ủng hộ Ethereum Và muốn là một phần của tầng 2 T Tại sao các bạn? Tại vì họ đương nhiên sẽ có ví Coinbase tích hợp vào đó và sau này giao dịch trên sàn DEX có những ứng dụng phi tập trung thì họ có thể nhận được một cái phần phí khi mà mọi người giao dịch thì hôm nay chúng ta đã có thông tin là cái mạng lưới này vẫn tiếp tục tiến tới và đã có mainnet cho những người lập trình và không chỉ riêng là cổ phiếu của Coinbase các bạn thấy là MicroStrategy và những cổ phiếu liên quan đến crypto đều có sự tăng trưởng hôm nay đã tăng 11.69% và còn tăng mạnh hơn cả Coinbase các bạn thấy được từ đầu năm tới bây giờ đã tăng 226% rồi chúng ta nhìn thấy được là Robinhood thì cũng có sự tăng trưởng tăng 427%. À, chúng ta nhìn thấy được là Marathon Digital tăng 14% ngày hôm nay, Riot Platform tăng gần 15% ngày hôm nay và Block tăng gần 7% ngày hôm nay. Thì những cái công ty về sàn giao dịch có sự tăng trưởng thì chúng ta cũng hiểu tại sao. Tại vì các bạn đã thấy là sau khi có cái quyết định này rồi đó thì mọi người nghĩ là SEC sẽ gặp một chút xíu khó khăn với những cái sự kiện tụng giống như là với lại sàn Coinbase Tại vì sao các bạn? Tại vì không giống như Ripple, sàn Coinbase chưa từng bán bất cứ một cái token nào hết Thì sàn Coinbase chỉ list những đồng mà đã bán ICO rồi Rồi sau đó giao dịch trên sàn mà thôi Và nếu như mà chúng ta thấy là thẩm phán Taurus cũng đã nói là Nếu muốn biết một cái token giao dịch sàn chứng khoán có phải là chứng khoán hay không đó, Thì phải kiện từng token một Mỗi token đều có sự khác nhau và có khả năng là bản thân token đó không phải là chứng khoán giống như XRP. Wow, các bạn đã biết là SEC đã kiện công ty Ripple vào ngày 22 tháng 12 năm 2020. Lúc đó, đó giá của một đồng XRP là khoảng 50 cent các bạn. Và chúng ta đã thấy là XRP sau đó, đó đã khó tăng trưởng. Chúng ta nhìn thấy được là XRP là một trong những đồng mà đã không phá đỉnh cũ năm 2021. Cây đỉnh cao nhất của XRP ra dựa theo con đó chính là 3 đồng 40 cent các bạn và đã hơn 5 năm trước rồi. Đó chính là ngày 7 tháng 1 năm 2018 và cho đến bây giờ chúng ta vẫn chưa thấy XRP phá được đỉnh đó. À, và một phần là tại vì có điều kiện các bạn, điều kiện này đã xảy ra trước cái mùa bull Run, và sau khi mà chúng ta thấy cái sự bull Run xuất hiện đó thì đồng XRP đã không có sự tăng trưởng như là mong muốn. Và cái thời điểm mà đồng Ripple vừa bị kiện đó thì giá của BTC lúc đó là khoảng 23.000 đô. Và điều thú vị đó là chúng ta đã thấy là có rất là nhiều những uh, dân biểu, những người làm chính trị đó ở Hoa Kỳ thì cũng đã công khai ủng hộ quyết định của thẩm phán. Và các bạn đã thấy một trong người đó đó chính là dân biểu Tom Emmer. Thì Tom Emmer cũng đã chúc mừng công ty Ripple. Và đương nhiên các bạn đã biết là đây là những người chống đối SEC hiện tại. Ở quốc hội chúng ta có rất nhiều người không thích Chủ tịch Gary Gansler. Và các bạn thấy là Patrick Henry cũng đã công khai tiếp tục chỉ trích Gary Gansler nói là ủy ban dịch vụ tài chính ở Hạ viện Hoa Kỳ sẽ làm tất cả có thể để chấm dứt Chủ tịch Gary Gensler dùng SEC làm vũ khí để mà tấn công thị trường. Và hôm nay chúng ta cũng thấy là dân biểu Richie Torres cũng đã đề nghị mở một cuộc điều tra về SEC và Prometheum Tại vì các bạn đã biết đây là một trong những đề tài mà gây ra nhiều cái sự tranh cãi Prometheum là công ty gì đột ngột xuất hiện rồi đột ngột được à, nhận bằng hoạt động trực tiếp đến từ SEC mà không có bất cứ một cái sàn nào ở trên thị trường bây giờ có bằng hoạt động đó thì sàn này từ đâu ra và tại sao sàn này lại à, là một sàn mà hoạt động trong chiếu tồ mà không cho dịch BTC hay là Ethereum các bạn đã thấy có rất nhiều những cái nghi vấn xoay quanh Prometheum và đột ngột à, những người đứng đầu sàn này đó thì à, lại có thể xuất hiện trước mặt quốc hội để à, dự buổi điều trần, cho nên có rất là nhiều cái sự không rõ ràng ở đây và dân biểu Richie Torres đã gửi giấy tờ đến để quốc hội có thể mở một cuộc điều tra. Tôi thường đã chia sẻ với các bạn hồi nãy giờ đó thì hôm nay là một ngày mà khá là tệ đối với là chủ tịch giao Gantzler nhưng mà vẫn cố chia sẻ là đây là một sự chiến thắng đối với SEC tôi không nghĩ là họ chiến thắng này các bạn họ chỉ thắng một phần nhỏ và mất được một phần rất là lớn ngoài thông tin liên quan đến SEC và Ripple ra đó, các bạn thấy được là một trong những đề tài khác mà rất nhiều bạn quan tâm đó chính là chỉ số DXY các bạn chỉ số đo lường sức mạnh đồng đô la so với những đồng như là đồng bảng Anh đồng yên đồng euro thì cuối cùng các bạn đã thấy trên màn hình chỉ số này đã dưới 100 điểm rồi các bạn lần cuối cùng chúng ta thấy chỉ số dưới 100 điểm đó chính là tháng tư của năm ngoái và sau đó chỉ số này đã tăng lên một mức khá là cao luôn lên tới 114 điểm. Cuối cùng thì chúng ta đã thấy chỉ số này giảm như một trăm điểm điều mà nhiều bạn mong đợi và đương nhiên rất nhiều người trong thị trường này chính quan tâm tại vì chỉ số này nó có cái sự tương quan âm đối với giá cổ phiếu đối với giá của crypto cho nên chúng ta muốn thấy chỉ số này có cái sự suy giảm và chúng ta đã thấy là thị trường chứng khoán cũng rất là sôi so động các bạn không có thua gì crypto đâu chúng nên nhìn vào những cổ phiếu đi giống như là Nvidia thì đã mức cao nhất mọi thời điểm rồi có như là all time high Apple đó thì chỉ cách cái đỉnh all time high Đỉnh cao nhất đó chỉ cách cái đỉnh đó có 3% mà thôi Microsoft cách cái đỉnh chỉ có 4% Meta cho dù năm ngoái là một năm cực kỳ tơi tả nhưng mà Tới thì điểm bây giờ chỉ cách đỉnh có 25% Google cách đỉnh có 28%, Amazon 44% và Tesla 53%. Chúng ta đã nhìn thấy được rất là nhiều những công ty công nghệ, rất nhiều những công ty cổ phiếu gần hay là đã phá đỉnh cũ rồi. Mặc dù các bạn thấy được là thị trường đó cũng có nhiều sự lo lắng nhưng mà ít ra về giá cả cổ phiếu đó thì vẫn có sự tăng trưởng rất là mạnh và chúng ta nhìn thấy được là Goldman Sachs đó thì cũng đã chia sẻ lần đầu tiên trong năm 2023 này, họ đã được nhiều khách hàng hỏi là có nghĩ là chỉ số S&P 500 đang trên con đường để đạt đỉnh mới hay là không và đạt đỉnh mới trước khi kết thúc năm nay thì các bạn đang thấy là Goldman Sachs nghĩ là điều đó sẽ xảy ra nói chung Google Goldman Sachs cũng khá là bullish các bạn và tại sao? có rất là nhiều những cái nhận định là chúng ta đang có nhiều cái sự lo lắng thì đó cũng đúng các bạn chúng ta thấy được là lạm phát thì tuy đã có sự suy giảm nhưng mà vẫn chưa hoàn toàn trở về con số mà Fed mong muốn chúng ta thấy được là Fed thì vẫn muốn tăng thêm lãi suất và giữ lãi suất cao một thời gian dài và chúng ta thấy là có những cái ngân hàng trung ương khác đó thì cũng làm điều tương tự thì có rất nhiều sự lo lắng liên quan đến suy thoái tài chính Nhưng mà tại sao chúng ta lại thấy là chứng khoán lại có sự tăng trưởng như vậy? Tại vì chúng ta thực sự là có rất là nhiều tiền các bạn à, Thuần cũng thấy một số à, nhận định là không có dòng tiền để pump vào trong thị trường nhưng mà rất rõ ràng là từ đầu năm tới bây giờ đã chứng khoán tăng mạnh, crypto cũng như vậy luôn. Thì rõ ràng đã có dòng tiền đi vào những cái mảng đầu tư đó và thực ra chúng ta cũng còn rất nhiều tiền mặt các bạn. Chi tiết hơn đó các bạn đã thấy là cái con số tiền mặt ở trong những cái quỹ money market đây là những cái quỹ mà các bạn đã nhớ thường chia sẻ nó giống như stable coin. Người ta lưu trữ tiền trên những cái quỹ này để có thể là nhanh chóng đi thu mua cổ phiếu. Trong đó trước đây đã, thường đã chia sẻ với các bạn chúng ta có khoảng 3.000 tỷ nhưng mà tới bây giờ đó thống kê mới nhất hồi tháng 5 đến từ Bank of America chúng ta đã có con số lên tới 5.3 nghìn tỷ tiền mặt các bạn 5.3 nghìn tỷ tiền mặt đang nằm chờ sẵn và có thể dùng để mà thu mua tài sản bất cứ lúc nào thì cái số lượng tiền này tăng lên tại vì sau khi mà những ngân hàng đó bị sụp đổ như là SVB thì đã có nhiều người họ không muốn để tiền ngân hàng nữa và họ di chuyển qua những cái quỹ money market cho nên thì bây giờ chúng ta có rất nhiều tiền mặt đang nằm trong đó cái số tiền mặt này đó là cái số lượng tiền còn dư ra sau khi chúng ta đã có một số lượng tiền mặt đi vào thị trường để mà pump stock vào crypto rồi và còn lại con số không hề nhỏ và tại sao con số này còn ở đây các bạn tại vì đương nhiên vẫn còn có những sự lo lắng như chúng ta đã nói tới liên quan tới lãi suất liên quan tới lạm phát liên quan đến tình hình tài chính toàn cầu và chúng ta cũng đã thấy có những sự lo lắng như là các bạn nhìn thấy những cái dấu hiệu ban đầu giống như chúng ta đang nhìn trên màn hình là những ngân hàng nhỏ đó họ thống kê là những người mà sử dụng thẻ tín dụng của ngân hàng của họ thì cái số lượng người mà trả trễ đó đã lên tới mức cao là 724% và các bạn đã thấy được là cái con số mà nợ cũng đã tăng lên rồi các bạn cái số lượng nợ tín dụng của những khách hàng đã lên tới mức là gần 1.000 tỷ đô la và chúng ta cũng nhìn thấy được là JP Morgan và một số những ngân hàng lớn khác đó thì 6 ngân hàng cộng lại họ đã nói là họ hiện bây giờ đó đã để riêng ra khoảng chừng là 7 6 tỷ đô la lỡ như mà có nợ xấu xuất hiện tại vì mỗi ngân hàng này đó, thì họ đều có một số lượng nợ xấu các bạn giống như là JP Morgan thì họ nói là họ đã phải chấp nhận tổng cộng là hơn 1 tỷ đô la nợ xấu tín dụng trong cái quý vừa rồi đây là cái sự tăng trưởng 66% so với năm trước còn ngân hàng Bank of America đó, thì họ nói là họ cũng đã phải chấp nhận 25% phần trăm nợ không thu lại được. Còn chúng ta đều Wash Fargo đó thì họ nói là họ đang lưu trữ khoảng 35 tỷ đô la nợ liên quan đến à, bất động sản thương mại à, và họ nghĩ là họ cần phải có thêm khoảng 1 tỷ đô la để mà xử lý những cái khoản mà bị thua lỗ tại vì những nơi này là những nơi mà có thể là người ta sẽ không trả nợ được tại vì các bạn đã biết đó bất động sản thương mại là một trong những cái đề tài nhạy cảm hiện bây giờ khi mà đến lúc mà họ cần phải refinance nghĩa là phải mượn lại đó, thì lãi suất bây giờ quá cao thì có thể họ sẽ bỏ luôn và những nợ đó sẽ trở thành nợ xấu cho nên chúng ta mới thấy là còn số lượng tiền mặt lớn như vậy thì lúc nào cũng có sẵn số lượng tiền mặt chỉ cần là chúng ta thấy thị trường có một sự thay đổi lạc quan hơn thì sẽ có rất nhiều tiền nhanh chóng ào ạt đổ vào những quỹ đầu tư chúng ta bây giờ chỉ đang chờ đợi xem coi là fed có làm quá lối hay không nếu như mà làm quá dẫn đến suy thoái tài chính thì đó là chuyện khác nhưng mà bây giờ kỳ vọng vẫn là chúng ta có nhiều những thông tin tốt liên quan tới tình hình kinh tế thì fed có thể là sẽ kéo dài được thời gian giữ lãi suất cao một chút nhưng mà vẫn không ảnh hưởng xấu thì hy vọng là đến một thời điểm trong thời gian gần đây chúng ta sẽ thấy là Fed có quyết định cuối cùng là sẽ không ngưng tăng nữa và sẽ có quyết định sau đó là giảm lãi suất hy vọng là đầu năm 2024 tại vì từ đến cuối năm đó thì khả năng không còn cao nữa các bạn ngoại trừ chúng ta có một cái gì đó lớn xảy ra mà thôi chúng ta cũng có một số những cập nhật thú vị liên quan tới Bitcoin Spot ETF các bạn chi tiết hơn là SEC đã bắt đầu xem những cái đề xuất gần đây rồi các bạn đã nhớ là SEC có thời gian nếu như mà kéo dài tối đa là 240 ngày nên là 8 tháng để mà xem một đề xuất Bitcoin sport ETF đương nhiên là sẽ có nhiều bước trong đó nhưng mà kéo dài nhiều nhất là 240 ngày nhưng mà cái thời gian đó nó chỉ bắt đầu khi mà SEC chấp nhận xem những cái đề xuất này mà thôi và đương nhiên đó họ phải xem những đề xuất khác thì theo thứ tự nhưng mà chúng ta thấy là ngày hôm nay thì đã bắt đầu tới thứ tự của đề xuất đến từ công ty Bitwise các bạn và chúng ta đã thấy là đây là một cái lịch trình của những cái quỹ Bitcoin spot ETF gần đây và chúng ta đã nhìn thấy được là nếu như mà được thông qua thì các bạn thấy là sẽ là Ark Invest, Ork Invest ETF này sẽ được thông qua nếu như kéo dài 240 ngày đó thì sớm nhất sẽ là tháng 1 năm 2024 và chúng ta nhìn thấy cái biểu đồ này thì chưa có cập nhật nhưng mà Bitwise đề xuất này đó thì đã vừa được SEC bắt đầu xem nghĩa là 240 ngày sẽ bắt đầu tính từ ngày hôm nay thì nếu như mà cứ như vậy đó các bạn thấy được là kéo dài 240 ngày thì những đề xuất này sẽ có kết quả cuối cùng vào tháng 3 năm 2024 đương nhiên đây là kéo dài tối đa SEC có thể chấp nhận sớm hơn hoặc là từ chối sớm hơn, nhưng mà chúng ta thấy là cũng đã bắt đầu có những cái tiến triển liên quan tới Bitcoin Spot ETF rồi. Và Fidelity ngày hôm nay đó thì cũng đã nạp lại cái đề xuất Bitcoin spot ETF và James Seyfoi đây là một trong những người mà thường xuyên theo dõi thông chi tiết đó, thì cũng không thấy có sự khác biệt gì nhiều. Ngoại trừ là ở trên một trang đó, thì các bạn thấy được là Fidelity đi đã thay đổi cách nhìn của trang này một chút nhưng mà cũng không phải là cái gì gọi là quá đặc biệt đâu. Nói chung thì trên căn bản có thể là họ đã bị SEC nói là cái trang này phải điều chỉnh lại rồi nạp trở lại cho nên họ đã làm điều đó. Rồi chúng ta cũng có cái thông tin cuối cùng tôi muốn chia sẻ với các bạn đó chính là liên quan tới Alex Masinski của Celsius các bạn. Mới sáng nay thì thức gì đã thấy là Celsius CEO Alex Masinski và giám đốc cấp cao là Ronnie Cohen Pavon hai người này đã bị bắt rồi các bạn và đã bị cáo buộc là gian lận, lừa đảo và thao túng chứng khoán và nếu bị kết tội đó thì sẽ đi tù vài chục năm các bạn đã thấy là nếu muốn biết là bộ tư pháp khi mà vào cuộc ra thì sẽ ra sao thì sẽ như thế này các bạn họ hành động rất là nhanh sẽ bắt giam rồi khởi tố chứ họ cũng không có thời gian để mà tranh luận cái gì để chứng khoán đâu các bạn à, cho nên những vụ kiện gần đây với SEC như là Coinbase, Binance thì bây giờ nó vẫn ở cái mức gọi là dân sự nhưng mà hình sự là một cái chuyện hoàn toàn khác và các bạn đã biết là Celsius thì vẫn đang bị kiện bởi SEC và đã có một cái thỏa thuận là bồi thường cho FTC nghĩa là cái bộ thương mại liên bang của Hoa Kỳ là 4.7 tỷ đô la tiền phạt thì nhiều bạn sẽ nói là wow có rất nhiều những nạn nhân đang được chờ đợi nên mà trả lại cái số tiền không biết còn bao nhiêu tiền nhưng mà còn bao nhiêu thì đỡ bấy nhiêu nếu như mà bây giờ phải đóng phạt cho quỹ ban thương mại liên bang FTC thì còn tiền đâu mà trả những nạn nhân thì thật ra đó cái số tiền này nó mang tính chất tượng trưng mà thôi FTC cũng đã nói là khi nào mà trả hết cho những nạn nhân rồi số tiền còn lại thì mới đóng phạt nhưng mà các bạn đã biết là đâu còn đủ tiền đâu cho nên trên căn bản là tất cả tài sản sẽ phải được bán và giao cho những nạn nhân chứ đâu còn bao nhiêu đâu đã đang thiếu rồi làm sao còn dư ra để mà trả cho FTC ủy ban thương mại liên bang của Hoa Kỳ và đây là tất cả những thông tin mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay tôi hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này nhưng mà nào muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của thùng capital thì có thể tìm hiểu bằng cách là bấm vào cái link ở bên dưới video này để tìm thấy những ưu đãi như là các bạn có thể nhận được bonus hay giảm phí giao dịch lên tới 30% khi mà tham gia vào những sàn như là Bybit, OKX, Binance và một số những vụ khác như các bạn như thế cho màn hình chứ mà nào mà sử dụng sàn giao dịch tên thì cho nên dùng để mà giao dịch không nên lưu trữ quá nhiều tiền trên sàn và thuần sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp tạm biệt các bạn và trong video ngày hôm nay đây chúng ta cũng có một nhà tài trợ các bạn nhưng mà nhà tài trợ đó chính là bản thân của thuận capital thì như bạn có đã biết là thuận đang gây dựng một cái kênh thuận capital short đây là một cái kênh mà có những cái video ngắn hơn để các bạn có thể dễ dàng theo dõi và nắm bắt nội dung nhưng mà nào mà con thú đó thì có thể tham gia đăng ký vào kênh Thuận Capital Short cũng như là Thuận Capital cũng đang gây dựng kênh Cost TV các bạn và cũng gây dựng một thời gian dài rồi đây cũng là một cái trang web các bạn có thể sử dụng để mà xem những video của Thuận Capital và các bạn có thể tương tác để có thể kiếm được token cũng tương tự như là Steam ngày xưa nhưng mà nào mà có hứng thú đó thì có thể tham gia vào kênh Cost TV hay là kênh Thuận Capital Short.